nâng lên cái nó bị nâng lên một thời gian cái nó bị chảy dịch, nó khó mùi khó chịu. Cái mình đi chỗ khác mình sửa, đi chỗ khác mình ấy rồi mình à, sửa lại xong cái lên được khoảng nửa tháng một tháng gì đó cái nó bị sưng đỏ rồi nó nhức nữa, nó khó và khó chịu. Cái mình thấy càng cái mình đi tới chỗ đó cái người ta cứ nó không sao vậy đó. Cái mình đi khoảng mình đi khoảng chắc cỡ 2-3 tháng gì đó nhưng mà vậy đó cái càng ngày mình thấy nó càng sưng càng đỏ lên nên cái mình sợ cái mình tìm lên em gái mình cái lên mạng tìm hiểu rồi đó cái biết tới bệnh viện thẩm mỹ Gia Ngu cái mình lên đây mình nhờ bác sĩ tư vấn. Thì trước khi tìm đến thẩm mỹ viện Gia Ngu, bản thân chị đã tìm hiểu những cái cơ sở thẩm mỹ cũng như là những bệnh viện thẩm mỹ nào chưa? Em gái thì cũng có tìm hiểu vài vài cái gì đó Chị đã từng đi đến đó tư vấn chưa? chỉ tìm hiểu thôi. Lý do vì sao Gia Ngu cũng là một nơi mà chị tìm hiểu mà chị lại quyết tâm chị đến Gia Ngu để thực hiện dịch Tại vụ lại? vì mình thấy người ta nhìn lên trên mạng đó mình nhìn thấy nhiều người cũng thấy cũng thứ rồi cũng sửa lại cái gì đó cái mình muốn tới thì mình nhờ bác sĩ tư vấn sao Cái vậy đó. khoảng thời gian mà chị phải chịu đựng cái chiếc mũi của mình nó bị viêm, nó bị chảy dịch như vậy là bao lâu? Chắc cỡ 2 tháng mấy 3 tháng Vậy trong vòng 3 tháng đó chị cảm thấy nó có ảnh hưởng nhiều đến công việc cũng như là về đời sống của mình không? cũng ảnh hưởng chứ mình tâm lý mình cũng sợ cái mặt mình mà gan mình cũng sợ thấy càng ngày càng đỏ càng sưng mà mình khó nhức khó chịu lắm. Dạ, thì không biết là thời gian đó chị ra đường chị có tự tin khi mình để gương mặt ra ngoài luôn không? Hay là lúc nào chị phải đeo Không, khẩu trang lúc hay như thế nào nào? cũng đeo khẩu trang với là ít ra đường lắm, ngại Chị mặc nhìn cái cảm đúng không? nhìn nó kỳ lắm. Vậy khi mà thấy chị như vậy á, thì không biết là người nhà của chị cảm nhận như thế nào? Thì cũng buồn cái ủi gì nhưng mà thì nó thì cũng ngại. Dạ, thì cũng một lần nữa em xin phép chị cho các bạn xem được cái dáng mũi lúc mà chị bị cái thời gian viêm nhiễm đó nha. Thì Thông đoán chắc rằng tất cả các bạn nếu có theo dõi trang Facebook của Thẩm mỹ viện Gang Hu thì cũng đã từng nghe qua về cái câu chuyện của Trâm trước đây khi chị chưa thực hiện dịch vụ mũi tại Thẩm mỹ viện. Thì một lần nữa Thu sẽ cho các bạn xem lại cái hình ảnh trước khi làm mũi, trước khi đến với Thẩm mỹ viện Gang Hu như cả nhà nha. Đây, đây là hình ảnh trước khi bạn đến tìm đến với Gang Hu. Như các bạn có thể nhìn thấy ha, chiếc mũi của bạn đã bị viêm nè, bóng đỏ đầu mũi nè, đặc biệt là đã bị lộ sóng mũi viêm hẳn ra ngoài nha các bạn nha, chứ nó không những là viêm ở bên trong nữa. Như các bạn có thể nhìn thấy ha, đây là cái phần viêm đã lộ hẳn ra bên ngoài, sóng mũi thì bóng đỏ, gần như nếu chiếc mũi này mình không điều trị là chúng ta có thể bị hoại tử cả chiếc mũi và mất hẳn một chiếc mũi nha cả nhà nha. Mình sẽ cho các bạn xem thêm cái góc nghiêng của nó nữa. Đây là cái hình ảnh mũi góc nghiêng của vị khách hàng. Như các bạn có thể nhìn thấy ha, là cái mũi của mình á nó bị hất nè. Và đặc biệt đó là mình còn nhìn thấy hẳn cả miếng sụn nữa. Nếu những hình ảnh trước đây mà thẩm mỹ viện đã cung cấp cho các bạn thì các bạn cũng đã nhìn thấy rõ, khi mà mình chụp cận đó, là các bạn đã cũng nhìn thấy được cái chiếc sụn nhân tạo của mình nữa. Thì sau khoảng thời gian khá là dài thì thẩm mỹ viện Gang Hu đã giúp đỡ có được một chiếc mũi hoàn hảo như thế này thì cũng phải mất đến khoảng 2 tháng chị nha. Thì bao gồm là rất là nhiều công đoạn. Thứ nhất, công đoạn đầu tiên là bác sĩ đã lựa chọn thực hiện cho chị, đó là mình đã xử lý cái viêm này cũng như là mình rút cái sóng mũi này. Thời gian sau đó bác sĩ đã điều trị được cái vết sẹo ở trên mũi của mình, nó có mô cũng như là nó có đủ da để bác sĩ nâng lại chiếc mũi. Thì sau 15 ngày bác sĩ nâng chiếc mũi lại, thì như các bạn có thể nhìn thấy đây là chiếc mũi sau 15 ngày, để cho các bạn nhìn thấy rõ cái góc nghiêng. Chiếc mũi của mình đã thay đổi rất là nhiều, mặc dù mới 15 ngày nên là cái form mũi của mình nó cũng chưa được vào nét nhất, chuẩn nhất, nhưng mà nó cũng đã rất là thay đổi so với chiếc mũi cũ rồi. Em mời chị nhìn thẳng vào camera giúp em nha. Đó, mình sẽ cho các bạn so sánh luôn. Các bạn có thể nhìn rõ ha, đây là hình ảnh trước và sau khi làm của chị mới được 15 ngày nha cả nhà nha. Nên là cái form mũi của mình nó vẫn còn hơi sưng một tí xíu. Cái quá trình mà sau khoảng 2 tháng để thẩm mỹ viện Gia Ngu giúp chị có một chiếc mũi mới cũng như là tái sinh một cái gương mặt mới, thì chị có cảm thấy nó có quá vất vả sau 2 tháng đó Đúng không? Thật ra là mình đuối về tâm lý nữa chị ha, mình luôn. lo lắng là khi mình Lo không lắng có rồi không biết lại được bơi một chiếc sao. mũi sau khi làm như thế nào đúng không? Nhưng thời điểm đến hiện tại thì chị cảm thấy công sức sau 2 tháng đó chị có thấy nó xứng đáng Rất đáng luôn á, chưa? nhìn rất là được. Dạ, bản thân chị thì không biết là sau 2 tháng chị có nhận xét gì về ekip bác sĩ cũng như là nhân viên chăm sóc mình tại thẩm mỹ viện không?
bác sĩ rồi nghe kiếm một rất là tận tâm với mình, rất là chăm sóc mình, hỏi em rất là nhiều. Thì sau 2 tháng nè, chị đã mất thời gian tới 2 tháng, cũng như là cái công việc của mình nó cũng bị đình trệ, cũng như là cái tinh thần của mình nó cũng đã bị ảnh hưởng. Thì em hy vọng là sau 2 tháng này, với một chiếc mũi đã được tái sinh lại một lần nữa, thì em hy vọng là chị sẽ có một cái công việc nó thuận lợi hơn, một cái tinh thần sống nó tươi mới hơn sau những ngày tháng rất là u ám trước đây của mình chị ha. Thì chị cho em hỏi thêm một cái nữa, bản thân chị nè, chị đánh giá như thế nào về chiếc mũi của mình? Nó đã đẹp chưa? Nó xuất sắc chưa theo mong muốn của mình chưa? Thì mong muốn thì nó cao lên mà có lành sẹo thì mình cũng rất là vừa ý với chiếc mũi hiện tại. Không biết là người nhà của chị, không biết là có ai nhìn thấy chiếc mũi này chưa? Chưa. Chưa hả? Dạ, thì em hy vọng là sau hôm nay, tại vì mình mới tháo đẹp cho chị á, nên là chị không có đi chung với người nhà. Thì em hy vọng là sau hôm nay, thì sau khi chị về nhà thì mọi người sẽ cảm thấy rất là happy, vui cho chị cũng như là vui trong chính niềm vui của họ trong hàng ngày. Thì một lần nữa xin được chúc chị là sẽ thành công hơn, có một cuộc sống vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Và cảm ơn chị rất nhiều khi đã lựa chọn Thẩm mỹ viện Gang Hu là một cái nơi tin cậy để thực hiện lại chiếc mũi này cho chị nha. Em hy vọng chị cũng sẽ là một cái nguồn cảm hứng dành cho tất cả những khách hàng đang bị cái tình trạng như thế này. Thì nếu như tất cả các bạn đang xem có người nhà hoặc người thân bị cái tình trạng như thế này, thì hy vọng là các bạn hãy chia sẻ cái clip này cho người nhà của mình để họ có thêm cái động lực, cái niềm tin vào phẫu thuật thẩm mỹ để chỉnh sửa lại cái nhan sắc cũng như là cái biến chứng sau khi làm. Thì một lần nữa xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi buổi livestream của Thẩm mỹ viện Gang Hu. Xin chào và hẹn gặp lại.